Xin chào tất cả các bé. Chị rất vui khi được gặp lại các bé trong chương trình tô màu ngày hôm nay. Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé tô màu chú gián tinh nghịch trong bộ phim hoạt hình mèo Oki đấy. Bây giờ chị sẽ tô, chúng mình sẽ tô mắt trước nhé. Hai chú gián này rất là tinh nghịch đấy các bé ạ. Vô cùng. Chị sẽ tô mình chú gián này màu vàng. Sẽ tô tiếp màu hồng. Tiếp theo, chị sẽ tô màu xanh. Xong rồi, chị đã hoàn thành bức tranh của mình rồi đấy. Đây là chú mèo Oki của chúng ta đấy. Tại vì tinh nghịch quá cho nên là chị đã tô màu rất là sặc sỡ rồi không nào. Hẹn gặp lại các bé ở những chương trình lần sau nhé.